Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về một miếng thịt bò bít tết rất ngon vừa được rán xong nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này nên là mọi người hãy theo dõi mình nha. Mình sẽ bắt đầu luôn nha mọi người. Tại em dạo này anh chơi game mọi người thấy mọi người chả rủ. Ok nha mọi người ơi, mình sẽ tô miếng thịt này như thế này nha. Ok nha mọi người. Bình thường em ăn bánh mì gì? Cái dây hỏi trứng nhá. Không đi nói gì. Thế bình thường anh thấy em ăn cái gì? Không ăn nữa. Ăn cái này rồi còn gì nữa? Chứng nhá hay gì? Không. Anh mua nick đấy tầm 100.000 hoặc 150.000 thôi. Vẫn ăn được mà. Nhưng mà cái nick đấy anh mua tầm 100.000 đến 150.000 thôi. Vâng. Không quá đâu. Nail bức tranh của mình sau khi mình áp tông màu xong nha Mày mọi yên người. tâm. Để đâu ấy. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha. Bà không ăn mà. Gì để tí uống. Thôi đừng cố làm gì nữa đi.
đéo để mẹ. Mình sẽ tô miền thịt này bằng màu nâu nha mọi người. Mình sẽ tô hết miếng thịt mà muốn đâu nha. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô hết một nồi miếng thịt này nha. Mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh của mình ngay bây giờ nhé. Ok nha mọi người. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người những video sau nha. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một cô bé TikTok 2 bím nha mọi người. Và bây giờ mọi người có thể xem qua bức tranh của mình trước khi mình tô màu nha. Mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu luôn nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tô da vào đây nha mọi người. Tiếp theo là tô màu nâu vào tóc nha.
là muốn mua cái tờ kia này là có đâu. Nó chưa hạn lại mở được Tết mà. Tết á. Tiếp theo là mình sẽ tô màu cam vào đây nha mọi người. Nó tô màu hồng lên nha. Mọi người tô theo mình nhé. Mình sẽ tô tóc của cô bé này bằng màu ấy nha mọi người, màu nâu nha. Ok nha mọi người. Đúng không? Quý nhưng mà cái đấy nó bán thế vẫn đắt. Tại vì nó không có ngọc. Nhưng mà nếu mà để nạp tiền vào chúng ta chắc không mua được. Tùy thôi, may đủ. Không mua được. Bộ đấy SS giữa hạn thì cũng tầm 400 nghìn thôi. Nhìn sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Tiền lắm anh. Cái nick đấy nha, mát cũng không được, không mát cũng cao thủ. Xong rồi tỉ mỉ. Cần gì đâu. Xong rồi kiểu ngọc không thể bảo gì là ngọc xịn hay không. Cần mỗi cái skin này thôi. Cần mỗi cái skin này chưa được. Cần gì. Mình sẽ tô hết vào đây nha. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả cuối video nên mọi người hãy theo dõi mình nha. Mình đã tô áo cô bé này màu hồng cam nha mọi người.
Ok nha mọi người. Okay, nha. Này không? Ok nha mọi người. Bỏ lỡ một vị khách để mang đến nhiều vị khách khác nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người những video sau nha. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về một chú mèo con nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này, nên là mọi người hãy theo dõi mình nha. Mình sẽ tô mèo này bằng màu trắng nha mọi người. Màu trắng là đẹp nhất nha. Ok, rồi mình sẽ lấy màu hồng này để tô vào má nha. Ok em mọi người. Ok em mọi người. Ok nha mọi người, mình đang tô hết như thế này nha. Đi nha mọi người.
Này nha mọi người ơi. Ok nha mọi người. Sẽ để hết vào đây nha mọi người ơi. Đây là bức tranh của mình sau khi mình auto là một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha, mọi người hãy theo dõi mình nhé. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô đuôi chú mèo này bằng màu hồng nha mọi người. Ok nha mọi người. Đó, mình sẽ để hết lên như thế này nhỉ. Okay, mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh của mình nha. Còn 30 giây nữa thôi. Chicken. Tuấn Anh đi với anh Đức. Tuấn Anh đi vậy à? Anh có thấy lười nấu cơm không? Em định xếp cân từ hôm nay. Em định xếp cân từ hôm nay. Được rồi. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người những video sau nha. Hello, xin chào mọi người.
Đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về một con đậu băng ISP cho mọi người ở trong game Play Zombie nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho con này nên là mọi người hãy theo dõi mình luôn. Mình sẽ bắt đầu nha. Đầu tiên thì mình sẽ đánh số trước. Anh đùa anh, em sẽ cân mà. Anh đã ăn, ăn vừa đủ không để đói được ấy anh. Chứ không phải là ăn để no ấy, mà ăn để không thấy, không phải là ăn được. Không, em ăn ít hơn chứ, mọi hôm là em ăn cố đấy. Em ăn mỗi bát nhưng mà em ăn nhiều mà, em ăn nhiều thức ăn mà. Chứ không phải là em ăn ít đâu. Mình sẽ tô màu xanh vào cái thân cây nha. Tiếp đến là tô màu đen vào đây nha mọi người. Tiếp theo là tô màu xanh nước biển vào đây nha. Đây nha mọi người, mình tô như thế này là được nha. Ok. Mình sẽ tô hết như này nha mọi người. Ok, mình sẽ tô như này nha. Ok nha. Còn đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nên mọi người hãy theo dõi mình nha. Ok nha mọi người, mình sẽ tô nốt nha.
Đi nha mọi người. Mình sẽ tô hết như thế này nha. Bón cỏ. Mình sẽ đứng ở đây thu thập sữa nha mọi người. Vãi cả 10 cốc coffee. Ok nha mọi người. Ok em mọi người. Và đây là bức tranh của mình sẽ không. Mình sẽ tô xong rồi nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người những video sau. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về một con nhân vật ở trong game Mario nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này, nên là mọi người hãy theo dõi mình nha. Ok em mọi người. Kibi em mọi người, con này tên là Kibi. Giờ mình sẽ tô nha. Đầu tiên mình sẽ tô vào tay rồi nha mọi người.
Tiếp theo là tô màu đỏ và mũ rồi nha. Dạ. Up luôn để tên tiếng Việt đúng không anh? Thành react gì ạ? Nghe đổi tên của file đây đúng không? Em đổi hết rồi. Ok nha mọi người, tôi nhìn như này được nha. Đức ơi, ví dụ kiểu content mà tên tiếng Việt đi thì mình xóa cái content đi rồi xong up mỗi đi up rồi tại trong cái ghép rồi ghép content vào rồi ấy, thì mình xóa cái content đi được kiểu cho đỡ nhầm ấy. Ghép rồi cùng tên thì xóa đi content lẻ đi. Ok mọi người. Và đây là bức tranh của mình sau khi mình sẽ tô màu được đã khi mình đã tô được một nửa nha, mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Ok nha mọi người, mình sẽ tô như này nha. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô mua con này ấn độ bằng màu đỏ nha. Ok nha mọi người.
Ok, mình sẽ tô như thế này nha mọi người ơi. Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video sau. Bye bye nha.